Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, dịch bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng ở nhiều nơi, đòi hỏi cần có sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất. Và câu chuyện sau đây về một câu lạc bộ vệ sinh môi trường ở thành phố Sa Đéc trong việc chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, được xem là điểm sáng cần được nhân rộng. Đây là một buổi ra quân phát quang bụi rậm của các thành viên trong câu lạc bộ vệ sinh môi trường ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Được thành lập từ năm 2017, ban đầu chỉ có hơn 120 hộ tham gia, đến nay đã có 138 hộ tham gia. Cứ định kỳ hàng tháng, câu lạc bộ lại ra quân tổng vệ sinh môi trường, mỗi người một việc, từ quét dọn xung quanh nhà cho đến phát cỏ, chặt mé cây xanh, vứt rác dưới kênh. Tất cả đều vì một tuyến đường xanh, một con kênh sạch đẹp. Nhờ việc tự ý thức và đồng lòng của tất cả người dân mà thời gian qua, khu vực kênh Kiều Hạ này không có ca mắc sốt xuất huyết và không xuất hiện ổ dịch. Lúc đầu thì cũng có mua thùng B đó, thùng không đó, rồi về cũng phát cho mỗi một thành viên vậy là một cái thùng không để đựng rác. Đó, cho nó sợ để ngoài bọc đồ đó, rồi chó đồ nó bưng cái dơ giấy, có mua thùng hết mỗi người cái thùng để đựng rác trong đó thì bà con hết. Lúc đầu thì ở trong câu lạc bộ cũng cử người đi rác, có tới tháng hàng tháng cũng có người đi thu tiền rác để trả lại công cho người đi hớt rác đó. Tới bây giờ rồi nó giao lại bên vệ sinh môi trường, thỉnh thoảng này ví dụ như mình coi, ví dụ một tháng hoặc hơn một tháng mà hai bên có cỏ rác đồ nhiều hay là đường xá gì đó thì tôi cũng đứng ra đi vận động cho anh em hay. Ở đây nhiệt tình lắm, anh em đồng xúm đợi ngự tan chân vậy đó, hút rác rồi dọn cây rồi mé nhánh rồi. Không chỉ tham gia vào việc tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm mà với mỗi người dân khi tham gia vào câu lạc bộ đều tuân thủ các quy định chung từ sạch nhà cho đến sạch ngõ, sạch phố. Từ ngày mà thành lập câu lạc bộ vệ sinh môi trường của ấp Phú Hòa thì nói chung mà nói riêng thì trong Rạch Chùa thì nói là nó như là nó quá hoàn mỹ, là từ ngày lập nghe đâu đó đâu đường xá sạch sẹp, thông sông rạch rồi nó thông thoáng, ai cũng đều tham gia và hưởng ứng phong trào xanh và sạch đẹp, như là không vứt rác bừa bãi, ao nước này tù này đó thì phải diệt loang quăng đủ thứ mọi cách mọi hình thức, chứ mà nói ra mà nói không hết. Bây giờ như là tóm tắt thì là mình làm cho đâu đó nhà cửa xung quanh là sạch và đẹp. Trước thì cũng thấy bề bộn, thì từ khi thấy có thành lập môi trường này thì tụi em cũng làm theo, thì quét dọn rác đồ bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định, với phát quang vòng vòng ở sớm cho cỏ lên thì phát quang cho sạch sẽ ở sớm viện được sạch đẹp thôi. Ngoài việc đóng góp tích cực vào công tác vệ sinh môi trường, thời gian qua câu lạc bộ vệ sinh môi trường ấp Phú Hòa còn phát huy được tính liên kết cộng đồng, cùng chung tay thực hiện nhiều nghĩa vụ khác ở địa phương như tích cực xây dựng nông thôn mới, đóng góp lắp đèn đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Trước đây cái khu vực này thì nó có khá nhiều cái khu vực cũng như là các cái bãi sình lầy nó chứa nước để ảnh hưởng đến cái vấn đề tình hình môi trường cũng như là tình hình dịch bệnh. Qua đó là cái sự cộng hưởng của người dân trong khu vực, đó là người dân tự giác hùng tiền lại với nhau lắp đặt công thoát nước, rồi tự giác hùng tiền lại với nhau là để mắc điện chiếu sáng nông thôn, rồi tự giác đó là hàng tháng là khi mà các cỏ hoặc là các cái bụi rậm che khuất tầm nhìn thì bà con đó là bàn bạc tự trong câu lạc bộ tự bàn bạc với nhau rồi ra quân để mà cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của xã để mà dọn dẹp vệ sinh môi trường tương đối là nó xanh sạch đẹp so với trước đây. Có thể thấy sự ra đời của câu lạc bộ vệ sinh môi trường ấp Phú Hòa trong thời gian qua
không chỉ giúp địa phương thực hiện tốt và duy trì tiêu chí số 17 trong Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà còn là tiền đề để địa phương hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Đây được xem là cách làm hay, hiệu quả, phát huy được sự đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng dân cư để cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.